Xin chào toàn thể các bác. Vừa rồi là các bác đã được nghe một đoạn nhạc mạnh đang được thể hiện trên cặp loa JBL CF120, một cái cặp loa rất là khủng long của hãng. Hôm nay bên em vừa về thì xin giới thiệu đến các bác luôn cặp loa JBL CF120, một cặp loa siêu khủng luôn. Về thông số kỹ thuật thì cặp này chiều cao của nó là 82, chiều rộng là 45 và chiều sâu là 37 cm. Chờ em sẽ đo lại một chút. Vâng, đúng rồi các bạn. Cặp này là một cặp loa siêu khủng của hãng JBL. Cấu hình của nó thì sử dụng một loa bát 30 cm. Loa này là loa bát xương đúc các bác nhé, xương đúc rất là gấu, chuyên sản xuất cho các cái dòng loa công suất lớn JBL. Cặp loa có một loa chung 12 cm và một loa chép đom cực kỳ là gấu. Cặp loa độ nhạy lên tới 196 dB, vô cùng là dễ phối ghép. Chất âm của cặp JBL thì đặc trưng là cái chất âm nó mạnh mẽ, uy lực và chơi đa thể loại nhạc, và kết hợp các bác có thể kết hợp nghe nhạc và hát karaoke gia đình trên cặp loa này rất là hay. Chất âm của em nó bỏ xa mấy dòng Sequin bass 30-40 các bác nhé. Chất âm cực kỳ là đỉnh cao luôn. Giá rất là tốt. Cặp JBL CF120 này bên em có giá 12.900.000 đồng. Sản phẩm nó ship hàng toàn quốc. Và bác nào có nhu cầu số cặp loa mời các bác gọi cho em 098 358 6968. Cặp loa rất là hay và cũng như hiếm có trên thị trường. Xương đúc cực kỳ là gấu. Các bác nhìn ạ, thành quách tuyến loa còn cực kỳ là mới. Sau của nó sẽ như thế này các bác nhé. Thường là các cái dòng loa chọn tiếng bass mạnh và uy lực, nó phải làm hai cái lỗ thông hơi cực kỳ lớn. Và đây có cầu chì bảo vệ phòng khi loa bị quá tải.
cực kỳ là đã tai. Tiếng cực kỳ là tốt. Giá bên em cực kỳ là tốt, 12.900.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì mời bác gọi ngay cho em. Cặp này về được một cặp duy nhất thôi, không có nhiều. Các bác đang tìm cho mình cặp loa khủng và chơi đa thể loại nhạc, chất âm uy lực 2-trong-1, vừa nghe vừa hát, thì các bác chơi cặp này là rất là hay, hiếm có khó tìm. Chất âm rất hay mà nó không bị thổi giá như mấy dòng Sequin Vega. Chất âm rất tuyệt vời. Được giới thiệu thêm là cặp này nó cái sử dụng cái loa chép, gọi là chép dom thì cũng không hẳn thế. Chép dom là nó sản xuất gần như là chép còi, giữa nó có một cái nhĩ cho nên cái tiếng chép khá là khỏe. Các bác có thể hát karaoke được trên cái cặp loa xém 120 này, cực kỳ là khủng. Với một cái mức giá là 12.900.000 đồng thì em nghĩ là quá tốt cho cái cặp loa này. Về cái hình thức cũng như là độ zin, cặp loa đẹp xuất sắc và nguyên zin. Gân còn zin chưa phải thay các bác nhé. Tiếng rất là khủng. Cặp loa nguyên zin cả gân, gân chưa mục luôn. 12.900.000 đồng. Bác nào có nhu cầu mời các bác gọi ngay cho em 0983586968. Bên em ship hàng toàn quốc các bác. Vâng. Em Đạt Trần, cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Và mời các bác nhớ đăng ký kênh bên em để không bỏ lỡ bất cứ một sản phẩm audio nào. Bên em này chuyên hàng loa, đi bãi tuyển chọn chất lượng cao. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.